thích ai nhất trong thiên hạ ngũ tuyệt của Kim Dung. Điều đó sẽ nói lên con người bạn. Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái và Trung Thần Thông, bạn thích ai nhất? Sự lựa chọn của bạn sẽ bộc lộ tính cách ngoài đời thực của bạn đấy. Hãy check xem có đúng không nhé. Đông Tà, Hoàng Sư Sư là người thông minh nhất nhưng cũng ngang tàng nhất chuyện. Hoàng Sư Sư là biểu tượng của sự lạnh lùng, cô đơn và tài năng. Tây Độc, Âu Dương Phong tham vọng, độc ác và bất chấp thủ đoạn. Âu Dương Phong là biểu tượng của mỗi người mạnh mẽ và khao khát vươn lên trong cuộc sống. Nam Đế, Đoàn Chí Hưng bình tĩnh, điềm đạm và không khoe khoang. Đoàn Chí Hưng là biểu tượng của một cao thủ thực sự, là mẫu người rất mạnh mẽ nhưng luôn che giấu cảm xúc của mình. Bắc Cái, Hồng Thất Công. Hồng Thất Công biểu tượng cho sự hào nhoáng, thân thiện và cởi mở. Ông là nhân vật được yêu thích nhiều nhất trong bộ Anh Hùng Xạ Điêu bởi phong thái anh hùng và chính nghĩa của mình. Trung Thần Thông, Vương Trùng Dương nhân vật mạnh nhất nhưng lại hiểu mệnh nhất trong ngũ tuyệt của Kim Dung. Ông tượng trưng cho sự thần thánh, khó đoán và bí ẩn. Bạn chọn ai? Hãy xem kết quả. Nếu bạn thích Đông Tà, bạn là người rất chú trọng hình thức, thích những phong cách riêng và rất sáng tạo. Bạn tài giỏi nhưng luôn giấu tài của mình, chỉ thể hiện ra khi cần. Trong cuộc sống, bạn ghét đám trẻ trâu thích chém gió, ghét bọn anh hùng bàn phím và chỉ thích những người thật sự có tài. Nói ít làm nhiều, bạn thích mẫu con gái sắc nét, khéo léo và thông minh. Nếu bạn thích Tây Độc, bạn là người không màu mè, bạn đơn giản và coi trọng kết quả hơn bất cứ thứ gì. Chiến thắng luôn là tiêu chí cao nhất của bạn trong mọi việc. Tuy có phần nóng tính, nhưng bạn lại là một người rất được bạn bè yêu quý bởi bạn luôn hết lòng với họ. Bạn tài giỏi và ai cũng biết điều đó. Bạn luôn tuyên bố trước rồi mới làm và bạn luôn muốn người khác phải nể mình. Kể cả trên bàn rượu, bạn cũng là một gã vô cùng cứng đầu. Mỗi con gái mà bạn thích chỉ có một từ, đẹp. Nếu bạn thích Nam Đế, bạn là người coi trọng thực chất, không thích nói nhiều. Bạn hiền lành, tốt tính và luôn được nhiều người yêu quý. Trong công việc và cuộc sống, bạn nghiêm túc và là chỗ dựa cho người khác. Khi bạn bè gặp khó khăn, bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ họ. Và mẫu người yêu lý tưởng của bạn là người trung thủy, biết lo lắng và đầy đủ công dung ngôn hạnh. Nếu bạn thích Bắc Cái, bạn là người thích thể hiện, bạn muốn được tôn trọng và đánh giá cao trong xã hội. Bạn thẳng thắn và rất coi trọng lời hứa, khi đã làm gì là sẽ làm đến cùng. Trong công việc, ngày thường bạn không phải là người nghiêm túc, nhưng khi cần, bạn lại rất chăm chỉ và cố gắng. Đối với bạn bè, bạn thường là người rủ rê bọn họ đi nhậu, bạn là mẫu người luôn sống vì ngày hôm nay. Mẫu người lý tưởng của bạn là những cô gái dễ thương và hơi ngố, bạn không khoái mẫu con gái sắc sảo và thông minh. Nếu bạn thích Trung Thần Thông, bạn là người hay tưởng tượng, bạn có sáng tạo rất tốt và điều đó là điểm mạnh của bạn trong công việc, tuy nhiên lại là điều khiến bạn hay bị mất ngủ hàng đêm. Bạn khá ít nói nhưng lại là người mang nhiều tâm sự, chỉ khi gặp tri kỷ bạn mới chịu bộc bạch những điều đó. Bạn rất chọn lựa bạn bè, không kết giao nhiều và ghét những người nói nhiều. Mẫu con gái mà bạn thích thường thay đổi, nay người này, mai người kia và bạn cũng khá đa tình. News, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.